Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với vườn rau thu nhỏ. Clip hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách là mình trồng cây bạc hà hay còn gọi là cây dọc mùng. Đây là cây bạc hà mà các bạn mình đã trồng cách đây là được hơn 2 tháng. Thì từ cái gốc nhỏ như thế này, hai cây đây là hai gọi là hai cái cây mẹ này. Bây giờ thì nó nhảy con ra rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ tách các cây con này ra để mình trồng vào trong cái chậu trắng này các bạn. Đây là cái chậu trắng, nó có đường kính của nó là 37 cm và chiều cao của nó là 36 cm. Thì cái cây như thế này mình sẽ trồng được là 5-7 cây bạc hà con. Bây giờ mình sẽ tách các cái cây bạc hà con. Đó là cây bạc hà con này thì mình có thể là lấy cái muỗng đó, lấy nó nhỏ mình xén, mình lấy rễ, lấy bộ rễ đó luôn. Đây các bạn, cây đó nè, một cây thôi mà nó nhảy ra rất là nhiều. Mình lấy cây lớn này luôn. Các bạn thấy chưa, nó nhảy ra các cục cây con. Ở đây là mình trồng cái chậu, cái chai nhựa 5 lít cắt 20 lít cắt làm đôi này thì nó hơi nhỏ nhưng mà nó vẫn nhảy ra rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ trồng vào cái chậu lớn hơn. Rồi mình vừa tách các cái cây bạc hà con trong cái cây bạc hà mẹ, cái chậu như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đất. Đây các bạn, thì các bạn thấy đây là đất cho mình đã sử dụng trước rồi nè, là đã qua hai mùa rồi. Cái này là thêm là có tro trấu nè, cái này xôi dừa nè, rồi để chống cái loại vi khuẩn hoặc là nấm có hại cho cây trồng á, thì chúng ta nên cho thêm một ít nấm đối kháng Chico đường ma, thì nó để sẽ nó tiêu diệt các cái loại vi khuẩn có hại trong đất. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Bên cạnh các cái loại sơ dừa, tro trấu thì mình phải thêm mình sẽ thêm phân. Nói chung là đây là phân trục quế, thì các bạn có thể là bón bất cứ loại phân nào cũng được, miễn sao là phân đó phải được ủ quay rồi phải qua xử lý thì nó không có gây thêm các cái loại, nó sẽ sinh ra các cái loại nấm có hại cho cây trồng. Bây giờ mình sẽ cho phân trù quế vào mình trộn. Thì mình nhà mình thì hay dùng cái phân trù quế này, nó cũng tốt cho các bạn. Mình chỉ bỏ một lần như thế này. Nếu mà cây rau á, chẳng hạn như là các cái cây rau cải, xà lách á, rau muống rồi đó, trồng trong vòng một tháng đó, thì mình chỉ dùng một lần phân trù quế thôi. Mà nếu mà chỗ nào đất nó bạc màu quá đó, trong quá trình trồng đó, thì mình sẽ thêm một lần phân nữa, thì tới khi thu hoạch thôi. Mà trước khi thu hoạch khoảng 10-15 ngày là mình thêm một lần phân thì là cây nó sẽ tươi tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cho đất vào cái chậu mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là trồng các cái cây bạc hà vào trong cái chậu này.
là mình trồng cái cây này lớn trước đi, mấy cây lớn mình trồng trước chính giữa nè, mình móc sâu xuống khoảng chừng tùy theo cái gốc nó rễ đó, cái này mình thống kê cái gốc khoảng 5 cm đến 7 cm. Các bạn biết không, mặt hà dọc mùng này nó có cái lợi một cái đó là khi mà chúng ta trồng như thế này đó, cây nó lớn lên thì mình sẽ cắt các cái lá già, cái lá lớn, cái thân lớn mình ăn trước, sau đó là nó lại tiếp tục nó mọc lên. Cho nên chỉ cần trồng vài chậu dọc mùng mặt hà này là các bạn có thể là có rau ăn thường xuyên. Rau mặt hà này xào nó canh rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tưới nước cho cây bạc hà này. Sau đó các bạn nên nhớ để cây bạc hà mình mới trồng này trong chỗ mát, hoặc là dưới bóng cây, bóng râm, để trong vòng vài ba ngày để cho cái bộ rễ này nó bén lên, chứ trời nóng thì nó sẽ dễ héo và nó chết thì nó rất là uổng cái công mình làm. Đây là mấy cây bạc hà sau khi mình trồng. Các bạn thấy có cây nó lớn chưa? Thì hy vọng trồng cây lớn như thế này thì nó nhanh phát triển hơn các cái cây con, thì mình sẽ có ăn sớm hơn. Dọc mùng hay là bạc hà sau một tháng trồng, bây giờ các cái nhánh này nó rất là lớn. Đây các bạn thấy trồng dọc mùng bạc hà bằng cái gốc của nó đó, nó rất là nhanh phát triển. Đây một tháng nè, các cái cây con nó mọc lên, còn các cái cây mẹ nó thì nó rất là lớn, các bạn thấy nè. Thì như vậy thì mình cũng đã cho một lần phân, thì các bạn nhìn xem thì bạc hà dọc mùng dễ trồng ha. Đây là cái chậu bạc hà là mình trồng sau hơn 40 ngày cho các bạn, thì hiện nay là cái thân của nó rất là lớn. Cái này cây bạc hà, chậu bạc hà này mình trồng từ gốc nè, thì mình thấy trồng bạc hà cũng rất là dễ, và nó là thật ra nó mạnh, nó nhảy gốc rất là nhiều, và chăm sóc của nó thì cũng đơn giản thôi. Ở nông thôn á, bà con hay trồng ở dưới đất á, thì các bạn thấy nó mọc rất mạnh mẽ. Đây là cái chậu dọc mùng bạc hà mà mình trồng cách đây khoảng 45 ngày các bạn, hiện nay là nó lên rất là tốt rồi nè. Hôm nay mình sẽ thu hoạch các cái thân lớn để cho nó tiếp tục phát triển. Thì mình thấy các bạn, mình thấy trồng dọc mùng bạc hà bằng cái gốc á nó rất là dễ. Thì những cái thân như thế này thì mình sẽ cắt nè, cho nó nhanh phát triển hơn, và nó sẽ nhảy nhanh, tiếp nó nhảy các cái cây con tiếp.
mình cắt như thế này thì nó sẽ mau, cây nó sẽ nhanh phát triển hơn. Đây các bạn, bạc hà vừa cắt xong đây, bao nhiêu đây là mình cũng đủ nấu canh, mình nấu chung với cà bắp này, rồi có rau ôm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip mình trồng bạc hà từ thân. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.